Chào các bạn, tuần trước bọn mình đã trao đổi với các bạn về nội soi giả tần hẹp MBI. Đây là một cái kỹ thuật mới rất là hiện đại và nó giúp ích và nó giúp cho cái nội soi thường đã là một cái phương pháp tối ưu, thì nay nó lại càng mạnh mẽ hơn, nó càng tăng cường sức mạnh hơn, giống như hổ mọc thêm cánh của nội soi tiêu hóa, để giúp cho chúng ta phát hiện tốt hơn các tổn thương, chúng ta dự đoán được các cái bản chất của cái tổn thương và nó sẽ định hướng cho chúng ta cái hướng xử trí khi mà nội soi. Hôm nay thì bọn mình sẽ trao đổi với các bạn về cách để chúng ta có thể làm chủ được cái kỹ thuật nội soi giả tần hẹp MBI này và ứng dụng nó để chúng ta phân biệt được các cái polyp ở trong đại tràng. Xin mời các bạn. Chuẩn bị đại tràng sạch là điều kiện cơ bản, là điều kiện đầu tiên quyết định chất lượng của cuộc nội soi. Nếu chuẩn bị đại tràng bẩn thì dù có áp dụng phương pháp hiện đại nào đi chăng nữa, dù là nội soi giải tần hẹp hay nội soi phóng đại cũng vứt hết. Hãy nhìn trường hợp này, đây là một polyp rất nhỏ. Nếu chuẩn bị sạch chúng ta có thể phát hiện ra. Đây là một trường hợp nữa, các bạn hãy nhìn. Nếu chúng ta chuẩn bị đại tràng bẩn, còn cặn phân, chúng ta có cơ hội phát hiện ra những polyp này không? Chắc chắn là không. Luôn luôn sử dụng nội soi thường với ánh sáng trắng để đánh giá niêm mạc ở đường tiêu hóa. Khi chúng ta nghi ngờ tổn thương hoặc phát hiện tổn thương, khi đó chúng ta sẽ dùng tới nội soi giả tần hẹp hoặc nội soi phóng đại. Luôn đánh giá tổn thương ở hình ảnh động, và sau đó chọn các góc để đánh giá tổn thương tốt nhất, và chúng ta dừng hình để phân tích tổn thương ở những hình ảnh tĩnh. Sau khi quy trình này hoàn thành, chúng ta mới quay trở lại nội soi thường quy với ánh sáng trắng để tiếp tục đánh giá các đoạn khác của đại tràng. Trên hình ảnh các bạn đang thấy đây là một cái polyp, và sau khi quan sát bằng ánh sáng trắng, chúng ta sẽ dùng nội soi giả tần hẹp đánh giá. Chúng ta sẽ nhìn rất rõ có hai polyp gần nhau, và cạnh đó có một cái polyp nhỏ. Đây là hình ảnh tổn thương của một polyp nhỏ với nhiều góc nhìn khác nhau, và chúng ta để ý rằng tổn thương này nó sẽ làm gián đoạn mạch máu đi tới nó. Một số kinh nghiệm mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn để nội soi thành công, đó là các bạn cần đặc biệt chú ý đến sự khác biệt về màu sắc của vùng tổn thương so với vùng niêm mạc lành xung quanh. Chúng ta cũng cần phải để ý đến ranh giới của những tổn thương, những vùng niêm mạc lần sần, những vùng niêm mạc nó xuống dẹt xuống hoặc nó gồ cao hơn thì đều tiềm ẩn những cái tổn thương rất là dễ bỏ sót. Và chúng ta cũng rất là cẩn thận với những vùng mà dễ bị bỏ sót tổn thương, như các vùng so van bô hành, những đoạn đại tràng gập góc, hay là xung quanh các túi thừa ở đại tràng sigma, hay là những vùng niêm mạc bị bám bẩn. Và chìa khóa để chúng ta thành công, đó là chúng ta phải bình tĩnh, chậm rãi, thật cẩn thận và thật tỉ mỉ để chúng ta kiểm tra từng khe, từng kẽ niêm mạc, từng góc khuất ở các đoạn đại tràng gập góc hay là những vùng sát ống hậu môn. Đây là dấu hiệu đập trứng và bắt canh nóng. Với những trường hợp chuẩn bị đại tràng sạch mà có những mảng hoặc có những đốm nhầy kèm theo bám dính dịch phân bẩn thì coi chừng có polyp dẹt hoặc là polyp răng cưa ở phía dưới. Hãy để ý đến dấu hiệu này, mảng bám có đường viền rõ, có mạch máu bị cắt cụt đột ngột, chắc chắn có một tổn thương ở phía dưới. Chúng ta biết rằng nội soi giả tần hẹp sử dụng ánh sáng đơn sắc ở hai bước sóng là 415 và 540 nanomet, và nó bị hấp phụ hoàn toàn bởi hemoglobin ở trong lòng mạch. Chính vì vậy mà nó sẽ hiện hình cấu trúc của mao mạch có dạng màu nâu đen. Đây là hình ảnh rất là bình thường của niêm mạc đại tràng và cũng rất là đẹp. Chúng ta hay tập thói quen quan sát thật kỹ về mặt tổn thương, càng gần tổn thương càng tốt. Chúng ta sẽ thấy rằng những hệ thống mao mạch nó sẽ có màu nâu rất là mỏng manh, và bên cạnh đó thì nó có hệ tĩnh mạch màu xanh xám để nó dẫn máu. Và với cách tập quan sát gần nhất, chúng ta sẽ phát hiện ra được trên hình đó là có một con chó sói đang ngồi sau gốc cây rất là khó nhận ra. Tiếp theo là bước rất quan trọng của nội soi giả tần hẹp MBI, đó là chúng ta phải đánh giá những gì trên nội soi giả tần hẹp này. Đầu tiên, chúng ta phải phát hiện được sự khác biệt về màu sắc của polyp và niêm mạc lành xung quanh. Thứ hai, đó là chúng ta phải
học cách để chúng ta nhận ra được cái cấu trúc vi mạch rất là đặc trưng của polyp băng sản và polyp tuyến. Cuối cùng đó là chúng ta phải học cách để chúng ta đánh giá được kiểu hình bề mặt niêm mạc rất là đặc trưng của polyp băng sản và polyp tuyến. Hãy nhìn bức ảnh này. Đây là một polyp băng sản đã được khẳng định bằng mô bệnh học. Các bạn thấy rằng hầu như có rất ít sự khác biệt về màu sắc giữa polyp và niêm mạc nền xung quanh. Đây cũng là một polyp băng sản nữa, bên trái bằng ánh sáng thường và bên phải là nội soi giải tần hẹp. Hãy nhìn bức ảnh này, đây không phải là polyp, đây là một con ve sầu. Chúng ta có thể nhận ra nó bởi sự khác biệt về màu sắc của nó, cũng như là đường viền rất là sắc nét và rõ ràng, khác biệt so với nền xung quanh. Đây là một polyp tuyến, sự tương phản màu sắc trên nội soi giải tần hẹp ở bên phải khác biệt rõ ràng hơn nhiều so với ở bên trái trên ánh sáng thường. Tương tự như vậy, đây cũng là một polyp nhỏ, dẹt và nếu chỉ nội soi thường sẽ rất khó để nhận ra. Đây là một polyp tuyến ống, tăng sinh mạch máu nhiều, tạo màu nâu sẫm và khác biệt hẳn về màu sắc so với xung quanh. Ưu điểm vượt trội của nội soi giải tần hẹp MBI là giúp quan sát hệ thống vi mạch được sắc nét, rõ ràng. Chính vì vậy, trên nội soi MBI, chúng ta đánh giá cấu trúc mạch máu phải tập trung vào. Thứ nhất là có sự hiện diện cấu trúc mạch máu hay không khi so với niêm mạc lành. Thứ hai là phân bố các mạch máu có đồng đều hay không đồng đều, cũng như là kiểu hình mạch máu. Và cuối cùng là chúng ta phải biết được mức độ tăng sinh mạch cũng như sự hiện diện của các vùng vô mạch. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng các tổn thương tăng sinh mạch càng nhiều, phân bố các mạch máu càng lộn xộn thì nguy cơ loạn sản, nguy cơ ác tính càng cao. Đây là một polyp tăng sản, cấu trúc mạch máu hầu như không có, màu sắc niêm mạc giống như xung quanh. Tương tự như vậy, cấu trúc mạch máu của polyp này hầu như cũng không có. Và đây là một polyp tăng sản, cấu trúc mạch máu có nhưng giống như niêm mạc xung quanh. Tương tự như vậy, cấu trúc mạch máu cũng tương tự như niêm mạc ở xung quanh. Và đây cũng là một polyp tăng sản, cấu trúc mạch máu có và màu sắc của nó tương tự như niêm mạc ở xung quanh. Đây đều là các polyp tuyến, có sự hiện diện của tăng sinh cấu trúc mạch máu rất là rõ, biểu hiện ở màu sắc nâu sẫm hơn hẳn niêm mạc xung quanh. Phân bố cấu trúc mạch máu tương đối đồng đều, ở dạng nhú, dạng lưới hoặc dạng phân nhánh. Tương tự như vậy, đây đều là các polyp tuyến ống có sự tăng sinh cấu trúc mạch rất là rõ ràng. Tuy nhiên, sự phân bố mạch không còn đồng đều ở polyp này. Tương tự như vậy, đây là một polyp có sự tăng sinh mạch rất là rõ. Tuy nhiên, sự phân bố mạch thì rất là đa dạng. Ở vùng ngoại vi thì cấu trúc mạch tương đối đồng đều, nhưng vùng trung tâm thì lõm xuống, dẹt xuống và cấu trúc mạch rất là đa dạng. Đây là những tổn thương rất nguy hiểm, có loạn sản độ cao hoặc ung thư ở tại polyp. Đây là một trường hợp polyp đã có ung thư tại chỗ. Chúng ta có thể nhìn thấy sự tăng sinh mạch rất là rõ ràng với màu sắc khác hẳn so với xung quanh và có đường viền rất là rõ ở vùng giữa polyp bị dẹt xuống. Có sự tăng sinh mạch rất là lộn xộn và có những vùng rất là giàu mạch máu và kích thước các mạch máu tăng sinh to hơn, tập trung nhiều hơn, mất hẳn cấu trúc đồng đều của mạch máu. Nội soi giải tần hẹp làm cho hệ mao mạch ở dưới niêm mạc có màu đen, nó sẽ giúp làm nổi bật cấu trúc lỗ đổ của ống tuyến. Khi nội soi, chúng ta cần đánh giá kỹ cấu trúc của bề mặt niêm mạc với những đặc điểm. Thứ nhất là chúng ta cần phân biệt được những cái đặc trưng của cấu trúc polyp tuyến hay polyp tăng sản. Thứ hai là chúng ta phải đánh giá được cấu trúc bề mặt niêm mạc của đại tràng nó đều hay không đều. Và cuối cùng là chúng ta phát hiện được các cấu trúc bất thường của bề mặt niêm mạc hay mất cấu trúc của bề mặt niêm mạc. Cấu trúc niêm mạc bề mặt đặc trưng của polyp tăng sản trên nội soi giải tần hẹp đó là mạch máu bình thường bằng cấu trúc của bề mặt niêm mạc. Kiểu hình bề mặt có những đốm đen xen kẽ với nó có những viền trắng bao quanh. Và đây là một ví dụ, chúng ta hãy nhìn trên hình ảnh hệ thống mạch máu bình thường, trong khi đó vòng máu mất cấu trúc của niêm mạc cho nên hình polyp nhạt màu. Đây là một polyp tương tự, hệ thống mạch máu tương đối đều, trong khi cấu trúc niêm mạc bị phóng. Đây cũng là một polyp tương tự, cấu trúc bề mặt niêm mạc nhạt màu. Đây cũng là một ví dụ tương tự, hệ thống mạch máu tương đối tốt nhưng niêm mạc nhạt màu. Còn đây là điển hình của một polyp tăng sản với những đốm đen bao quanh bởi những viền trắng. Đây cũng là một polyp tăng sản với những đốm đen bao quanh bởi viền trắng. Còn đây là hình ảnh cũng rất là điển hình,
một polyp tăng sản, có những cái đốm đen được bao quanh bởi những viền trắng, dấu hiệu rất là kinh điển. Cấu trúc bề mặt niêm mạc đặc trưng của polyp tuyến trên nội soi dài thần hẹp đó là hình ảnh các đốm, các nốt trắng, hình tròn hoặc hình oval bao quanh bởi viền đen, hoặc là có cấu trúc dạng ống hoặc dạng túi màu trắng bao quanh bởi viền đen. Các ống hoặc túi này nó dạng có thể thẳng hoặc là xoắn cuộn lại với nhau. Đây là một ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là một polyp tuyến khá là điển hình, có những cái nốt trắng hình oval và bao quanh nó là những cái viền đen do những mạch máu nó phản chiếu. Đây cũng là một polyp tuyến nữa có hình dạng tròn hoặc dạng oval đây. Bao quanh nó có những cái hệ thống mạch máu màu đen. Đây cũng là một polyp tuyến, mặc dù nhỏ nhưng nó có những nốt trắng rất là rõ, và đây cũng là một polyp tuyến có những nốt trắng bao quanh bởi những viền đen. Chúng ta đến với một dạng khác của polyp tuyến, có cấu trúc dạng ống màu trắng bao quanh bởi những viền đen, và chúng ta nhìn thấy cấu trúc tương đối đồng đều. Đây là cũng là một cấu trúc những hình ống và túi màu trắng bao quanh bởi viền đen và xen kẽ với nhau. Đây cũng là một polyp tuyến có những cấu trúc hình túi và ống màu trắng bao quanh bởi những viền đen rất là rõ ràng, và chúng xoắn cuộn lại với nhau. Đây cũng là một trường hợp rất là điển hình của polyp tuyến. Đây là một hình ảnh một polyp tăng sản và một polyp tuyến đặt sát nhau. Chúng ta hãy chú ý đến sự tương phản và sự trái ngược giữa cấu trúc bề mặt niêm mạc của polyp tăng sản và polyp tuyến. Polyp tăng sản thì đó là những nốt, những đốm có màu đen bao quanh bởi những viền trắng. Trong khi đó thì polyp tuyến thì đó là những cấu trúc dạng tròn hoặc oval màu trắng bao quanh bởi viền đen. Hãy nhìn polyp này, các bạn có nhận ra hai vùng của cấu trúc khác biệt nhau không? Ở vùng ngoại vi đó là những cấu trúc hình oval hoặc hình túi tương đối đều đặn, trong khi đó vùng trung tâm có xu hướng hơi dẹt xuống và cấu trúc bề mặt niêm mạc là không còn đồng nhất, có cấu trúc dạng túi xoắn vào với nhau nhiều. Tương tự như vậy, đây cũng là một polyp có hai kiểu hình thái cấu trúc bề mặt niêm mạc ở trên cùng một polyp. Ở vùng ngoại vi đó là những cấu trúc hình tròn và hình oval đều đặn, trong khi đó ở vùng trung tâm thì đó là những cấu trúc hình túi, hình ống xoắn lại với nhau. Bề mặt polyp có những nốt, những đốm màu đen bao quanh bởi những viền màu trắng và rất là điển hình của polyp tăng sản. Ngược lại, bề mặt polyp có những cấu trúc hình tròn, hình oval, màu trắng bao quanh bởi những viền màu đen. Đây là một polyp tuyến. Đây là một polyp mà toàn bộ bề mặt polyp dẹt xuống, kiểu hình mạch máu phân bố không đồng đều, có sự tăng sinh dày lên các mạch máu rất là rõ ràng, màu tím sẫm. Bên cạnh đó thì cái kiểu hình bề mặt niêm mạc cũng không còn cái cấu trúc bình thường, mất hẳn cấu trúc của bề mặt niêm mạc. Đây là một trường hợp polyp ung thư hóa.